Hello anh em, mới chiều dạng dạng ngồi đây nghe kinh đấy các bạn. Biết mình đang làm gì không các bạn? Nên sáng trưa các bạn Phi nhắn tin mình rồi nó đòi xin vô team các bạn. Mình thâu, để mình kêu nó lên để mình kiếm chuyện mình chơi một chút nữa các bạn. Mình chơi thử thách đồ cho vui. Rồi mấy bạn kêu mình có ý tưởng đồ này nọ đồ. Đồ dắt tụi nó điên chút các bạn. Mình gọi nó đi tới đâu các bạn. Trời, mệt lắm nha các bạn. Theo mình cũng đuối lắm á. Nó kêu ý tưởng này yếu. A few moments later. Đồ mẹ mày chết lên đây làm gì mà điều mày. Ở đâu? Mày báo gì hả thầy? Ở đây không phải vụ chủ mình muốn báo mày báo đâu nha mày. Làm gì? Chờ mát làm gì? Mát ra đeo đường chứ đứng đây cho mát. Là đây tao đâu có tâm linh được đâu mà mày sợ vậy? Tao làm gì sợ đâu mà. Ủa không cho tâm linh cho chánh chim. Tao cũng chờ. Tao đây. Phi. Tiếng nghèo ấm áp dữ vậy. Mày ở đây mà mày sợ mày. Ai sợ? Ê, tao làm gì sợ? Phải nhắn tin người xin vô nhóm. Mới thì cái xin vô nhóm mày dẫn nó vô đây. Tao trưởng nhóm mà đâu nhắn tao nhắn mày. Thì thấp. Coi tao vô. Mày tao vô tao kiếm chuyện được tao nói chút hả? Mày ơi quá đi quá. Mày trao mày đâu rồi. Mày trao mày cứ vô đây mày trao mày. Chỗ đây tao. Tao cho mày tâm lên. Tao để nó mới tâm lên mày quét mày. Đi gì? Cho tao mày sợ vậy? Nói luôn rồi mày phổ biến luôn rồi. Ê. Gì vậy? Coi. Tao thiệt máu 4 năm giờ chiều mà tụi bay làm gì mày sợ hả tao thiệt hả chứ? Mày 4 năm giờ chiều cũng sợ mày. Biết dần dạng như đàn ông ai? Nó sụp tấu rồi mày nói không sợ mày. Biết dần dạng như đàn ông ai? Tên chứ hiến đâu. Tụi nó mát công chuyện hết rồi. Rồi bây giờ tao kêu ông Phi, bây giờ tao thử thách nó. Thằng Phi ấy? Ừ, giờ tao thử thách nó. Thử thách gì? Đi lên đấy. Sao mày đủ trò mày xém mày chơi chua đẻ hay sao? Mày cầm máy đi theo nó. Đi lên trên nó, lên tới tinh rồi á. Thì nó đi nào không? Cầm mấy con nó đéo đào miên rồi sao? Mày có bị khùng không? Biết lên trên đây rồi đi giờ đây mà thấy rồi. Mặt bé. Đâu phải đơn giản. Không sao hết á, mặt đó. Mày nói miệng không thì mày nói sao? Mày đi đây. Tại vì mày kêu tụi tao thử thách. Không có thử thách gì lạ vậy? Là thử thách làm sao? Là nó đi vô đó là được mày chơi vô cơn đấy. Nó lạc luôn chứ. Đường nào mẹ nắm dẫn nó. Xem nữa rồi lũ nó phóng ớp bày bừa bãi trên đó rồi ông người ta. Mẹ trên đó người ta đang ông bè người ta. Ý là nó đi nấu ông chứ, quan trọng hết chứ. Chắc thì nó đi rồi. Mày theo mày quay tao nhắm quay rồi. Mày bày ra chuyện mày mới làm ra. Tao ở đây chăm mình tao gan dẻ nhất là tao không dám đi nhất. Tao không sợ ai hết. Coi mấy dạng quay. Quay này quay cho chứ tâm linh mày bay cái sợ vậy bay còn sáng bứng nha mày. Tao là người gan dẻ nhất ở trong đây. Tao là người ở đây nữa, thủ địa nữa. Nhưng mà tao nói thế nào không được. Tao gọi nó quá à. Nó mới gọi tao nè. Thế tao gọi nó. Điên sao nó trao ba cái bàn. Là cái thử thách vậy không? Ừ. Nghe cũng giặt cho lúc. Mày quên mất tụi bay đi suy nghĩ vậy mới cấm. A few moments later. Ở đây là thử thách liền cái sức khỉ chứ. Cái thằng khờ này. Khỉ tao lên mày dẫn mẹ lên núi đi. Núi tới đâu? Đi núi nhưng mà núi gì? Ủa chứ đây. Mày núi gì vậy? Vậy mà núi. Mày cái nào? Để nó không phải sợ, không có gì mà phải sợ cho tao đây mà cứ. Mày cá mày sao mày cầm lên mày đi mày biếu tụi tao dạo đi lấy nó. Kia nó vô nè. Im mày, đợi tao. Ê. Biếu mày. Biếu mày. Biếu ơi. Sao bây giờ là xin vô tem ai? Mở xem em ơi. Không. Đúng rồi. Nghe nói mà bây giờ xin vô tem ai? Rồi em xin vô tem sao mà đéo xin tao, xin nó mày. Tao phá ngóng nữa này. Mày thấy vừa nó đang ăn đâu mày. Anh gì? Mày đâu tao. Sao tao không thấy mày? Cố mà. Mày đâu? Tao phá nhóm rồi. Đi về cho mày. Mày tao luôn tao đâu. Tao luôn. Luôn bao nữa mà. Bây giờ sao? Mày cao mà làm gì? Mày đâu? Tao mà ép mày luôn á. Coi hai thằng đồ không coi. Mày sao mà không xin tao mày xin nó? Xin ai? Thằng liều ra nhìn nó giống giang hồ. Tao xin giang hồ cao cấp. Mẹ buông mày đi. Tao lùng nào nó còn lùng nào nữa mà.
thì này có mít này nha mấy bạn. Thôi mày tao đo tới mày nó thôi. Thì này có mít nào, mít à. Ủa lùng tao biết đâu. Mày em mày gì tặng mít mày. Mày bày giúp em. Mày mày gì tặng sao mít. Bây giờ đây, quay đây tao phổ biến. Không được mít mốt. Không bước mày biết chỗ nào đâu. Mày đâu tao biết. Mày đâu tao biết thấy mày. Không bước mày biết chỗ nào. Không ý á. Cháu mày ỉa trong nhà tao đẻ rồi, giờ mày kêu mày có ỉa mày. Ỉa, đừng có nói vậy. Ê, tao đây. Mày cháu nhà mày ra thử coi là ỉa. Pin 3, không. Giờ, bây giờ tao nói thiệt là mày có muốn cho tem không? Muốn. Bây giờ tao ra tao tách, bây giờ mày đi bộ lên đó. Mày đi với mày, nghĩa địa đi vô, đi bộ chạy. Nghĩa địa sắp bên cái rừng núi rồi. Tao nói mày biết. Nhà mày ở bên đây trên núi. Thử thách gì đi. À đúng rồi. Bình thường hồi xưa tao mới vô tem tao giải mày hả? Anh em tao mới bắt đầu nhập môn. Cái chỗ đây là cô chú ở đây hiền lắm, lúc nào cũng giúp anh em. Không, nghĩa địa bên đây nhưng mà cái anh phía bên đây là cái đường lên núi bạn à. Ừ. Khác biệt, đây là lên núi. Tâm linh là bên kia. Mày đá rồi, đá rồi. Mẹ mày sao vậy? Nó vô tem được vậy sao không? Nó chọc tao đi đâu. Vậy mày yêu em mày xin cái gì? Vậy tao không được, tao. Tao không được, không gì gì. Không, vậy là mày có vô tem. Cũng được được, ngay ngay các mấy cái dạng được. Những người gan dạ như tao nè. Tao đi tao thực hiện. Tao gì à? Nó giờ nó dám mà tao chứ gì à? Hồi xưa tao lúc mà tao mới thành lập tem tao đi một mình lên đó. Đó tao lên tới trên cái này. Đúng rồi, học chú. Còn ta mày thấy cái đỉnh gì kia không? Cái đỉnh gì này, đỉnh tao lên tới trên đó vậy hả? Cậu biết mày gan nào mà ít giờ tao đưa tụi bay 2 triệu đi nhậu. 2 triệu mà tao lắm thằng vật. Mẹ mày. Mày giờ đào dược, tao đào dược ơ lắm. Nếu ai coi quá. Bốn triệu, không có, không có tôi chắc. Mày làm bây giờ sao? Không có tôi chắc. 4 triệu. 4 triệu, 4 triệu như mày. 4 triệu. Mày đâu tao không thấy mày. Mày 4 triệu nhiều lắm. Mày ở đâu tao cũng biết thấy mày luôn. 4 triệu nhiều lắm. Mày suy nghĩ lại. Lấy ra là 5 triệu chia 5 thằng nhưng mà tiền hiến nó bị lẹo nên là lấy mày 4 triệu. Mà vô tem. Chỗ anh em lấy cho đẻ về mày. Mày. Đây là bây giờ bạn có đi không? Tôi giờ thử thách đây giờ không biết chơi gì hết trơn. Mệt. Nhìn dáng này. Tao được. Xưa nha, tao nói mày tao đi một mạch lên đó chưa tới 5 phút tao hoàn thành thử thách rồi. Nó chưa. Ấy là. Thử thách ở đây là độ sức kỹ và kiên trì mà đi nào không? Ấy là cái đây không? Sao tao dám mày giờ hai đây nó anh đi trước đây nó đi đâu tao mới tin chứ trong chứng lệnh dẫn nó đi tao không tên mà đụng thằng gái đi nè hai tụi bay mày coi tao đi cũng được tao nhưng mà mày ở đây mà mày ngu quá coi yêu đi 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 mày tao đi mày đi là chứng minh cho tao tao trên đó nha tao tao từng thấy ông Google Maps có cái gì trên đó mày tụi bay phải sợ gì vậy có nghĩa là hồi xưa là tao mày biết đi đi tao mới thành lập con nè tao lại đi lên đó xong tao dòng về mày nói dòng. Tao không tin bây giờ mày đi ra tao thấy đi mày chứng minh cho mày đúng rồi chứ thật lên mà chẳng tụi nó đi đi không không có cần chứng minh cho mày thấy tao nói tao gan dạ cứ đi là cao 4 triệu đi là cao 4 triệu nếu cần mà vô kênh đi là cao 4 triệu tu mày nhè mà ở đây mày cũng dám chẳng không thằng kia chú nhà sao dám mày mày nghĩ sao tao không dám mày tao đi từ gì nữa nè cái chân nó đang bị dây chằng nè đi không có được nè đúng rồi tao đi từ má thành niên gì đâu mà coi coi không phải đơn giản đâu coi đúng tao vậy mày chết mày cái cái gì đâu mà phải sợ mày coi tao đi nè thằng mập con người mà sao mày nhục nhã như mày mày lên mẹ mày chỉ lại tao mày vô kênh tụi tao cũng được đâu mày đi nấu mà mới cái từ tao cắn chút mà mày đâu tao đéo theo mày mày chỉ đi trong đây mà nói tao mày làm mày ra đây đi dáng bữa thằng ía là mày ấy mày là thằng ía chứ thằng chó nào vậy đúng rồi lên nào để tao mày dẫn nó đi đi chứ mày lên đi có gì mày chạy mày sợ vậy lên rồi đi xuống chứ có làm gì vậy lên thấy mày nói cái gì vậy lên thấy tao bằng mày 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 coi mày cái mày mày bây giờ tao thấy cho mày tao làm như vậy bay được ai được bay sợ tao để nói là không có tâm linh nào xưa giờ tao không có quay tâm linh để nó cái lên rồi mày cái đây không nó đi tao đi theo luôn mày mở vô là mày coi mày dày bay mày còn chơi những cái chiếc chi đâu mày tao mày đeo bằng cái ngang mày mập đưa đi 500 nó ngàn lót tay trước ơi tao đéo có gì đâu mà luôn tao mày đưa tao 500 ngàn lót tay trước ơi chúc tao đưa hả đi tao đưa tao chơi những cái chiếc chi vậy mày sao tao trốn mày được mày dài tụi tao mày chơi cái đi đi tiễn bắt tụi tao lên đó mày nói nó lên trước ơi thôi mày đi trước ai không có tao đéo nào dám đi đồ mấy anh như là thanh niên gì đâu mà tự nhiên còn không giờ này lên nghĩa địa là tên kia đi đi giờ lên nó làm gì trên lên rồi đi xuống nhà tập thể dục lên tập thể dục dắt mẹ nó ra ngoài chỗ công viên kia chạy 5-6 vòng mẹ nó cho nhanh cho rồi ôi vô vậy là má ông này ê ông này ông sợ này ông kia ông nhát nữa nè gặp ông đây nữa đấy đi sao
Mày ráng mày dần lên chút đi, lên là tầm 6 cái xe. Trời ơi. Không, lên mày, mày lên xíu đâu quay lại. Lên 10 mét thôi. Ừ, nó có gì mà lên mày. Lên tao đâu? Lên tới chỗ kia cua tao ở lại tầm 6 cái xe. Lên chỗ con nhé. Tao bắt nó đưa tiền sợ vậy. Lấy tiền thì anh em người ta đi. Vậy ra mày đi trước. Sao tao tao. Mấy cái gì khổ thì máu thằng lý vậy. Đâu nghĩ tao tao lên trước con sợ lý mẹ. Đâu? Đây đây. Sao? Xem đâu? Ừ. Đi. Đi. Lên dẫn. Đây đây. Mày đi siêu xem lưng tao liền rồi. Mới tao đi sau lưng mày. Ủa chứ mày. Mày đi một vòng một. Chứ tao đi mới ra mày. Chứ nó kêu không thành đi một thằng đi một vòng. Chú chết. Trời sáng mà sợ mày. Coi. Mày bị khùng hả mày. Coi. Tao nói mày cái đồ đấy người ta nó đáp vô thiệt ở nhà. Đứng hành nhanh nghỉ tay chết chết. Mà chó mày mà. Khùng mày. Mày giỏi mày. Mày giỏi mày vô tôi tao cầm mày lấy tôi. Mày coi thằng Phi nó cư à. Mày coi hai tụi nó đứng cư à. Mày im mẹ con. Mày muốn vô tim mày đừng mất dạy nha. Nhanh đi. Mày từ từ. Coi. Lên tới kia cái mày lên cao nhất trên kia nha. Ờ tới đi lên đi xuống cái đâu. Nó chạy kìa. Đứng cái vậy? Đứng dậy thôi chứ cái vậy? Bé mà trên đó có tiếng động gì vậy lẹ. Tôi quay lại tôi thấy nó ngầu một đống như này. Mệt đồ đen. Mẹ cứ đố khùng khùng điên điên đâu đâu. Mẹ mày tao nói kia không mày chó ra. Mẹ mày nó mất con chiếc rồi. Dẫn nó lên lấy con chiếc rồi. Ở đây gì vậy? Mẹ mày thấy con ngầu nó ngầu một chiếc lên nghề mà. Coi. Bộ trai hai bay gì vậy? Cái gì vậy? Mà nó ăn đôi mày á, đừng có chập tụi nó. Mày nó chập tụi nó mày á. Mày mày chập hai tụi bay một phe đúng không? Mày đi vô lưng tao mày. Mày đi thử thách mày đi vô lưng. Mày mày vô tao. Đào tung đi. Mày mày thấy gì? Trời ơi, kêu đói. Đói. Đói đâu? Làm mất mẹ dép. Làm mất dép rồi. Mẹ đói không? Nó cục cục quét đi. Má mày đừng quay lên lầm tao ra dép đây rồi. À mày đi. Má mày đi rồi, mày đi thôi. Má tao lên lại dép với cái thằng khùng. Thiệt. Má mày đừng tao, mày đừng gặp kìa giờ hả, mày dép tao còn kìa. Chị đi vậy. Má tao lên đi, nó lợi tan, má tao lên trên tỉnh như nào hả? Trời thầy. Má đừng tới đây đoạn đây, đoạn nó hầu bên đây nè. Nó vừa nó đói, đoạn bên đây đói. Ai đâu, mày đi không? Bên đây nè, đủ đây nè. Lên đây mày đi theo sát tao, mày đi hát tao đi. Nhìn anh đi sát tao rồi. Mày mày gần tới lùm tao dép rồi. Thầy. Mấy mày ghê lộn, mấy tao làm mày nha. Mày đừng có cùng cùng ở đây đâu. Ê, nó ngầu ngay đây. Đâu? Nó ngầu ngay đây này. Ai ngầu? Nó ngầu ngay đây. Ừ, nghe. Đi giết đi. Ê, nó ngầu y như vậy nè. Cái đó chơi cùng 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 quá. Nó đôi hả mày? Mày mày tin tao em. Mày lấy giếp gì đó này, lấy xì này tao giấu này. Mày đừng có cùng cùng với mày. Cái mày hả mày, tao có tên sợ em. Mày ơi, nó vậy kiếm chuyện hả Trâm ơi? Nó vậy đó hả? Nó vậy đó hả? Mày đưa vô tiệm rồi. Mày đi. Mày nói gì mày? Mày không đi giờ tao cũng bắt mày đi. Đi đi.
Không sợ lắm. Mày giả đi trong, đó đi. Tao đi đầu mới tao lấy tiền. Tao giờ mày đưa 2 triệu. Mày giả bộ cho sợ mày sợ. Mày đưa mấy tao không biết nhưng mà tao không tao tao lên tao nói đâu. Mày đưa 2 triệu đi. Mày tao vô tem tao 2 triệu tao đưa 4 triệu nữa mày. Vượt qua thử thách. Mày lên trước rồi mà đưa 2 triệu. Lẹ mày đưa nó tao cầm tiền cho chứ mày lên trên đó mày tao đi ở đâu mày đi. Tao đi chút xong mà. Mày đi luôn sao? Mày điên đi đâu mày? Để lên trên trong không làm không? Làm gì mày? 2 triệu. Tao chủ cơ. Tao chủ mày không làm. Tao muốn anh ta tao hoàn thành thử thách. Để mày đi đây. Mẹ tao là 2 triệu. Gì vậy? Sợ. Sợ. Mẹ 2 triệu cứ đưa tao tao chia đường cho anh em. 4 triệu mẹ đó cho nhanh thấy cho đâu có đưa 2 triệu. 2 triệu. Tao không hoàn thành thử thách đâu. Mẹ chung mày đi chứ mày gì mẹ. Chia tao nhiêu? 2 triệu á. Tao phần tao khỏi, đào đi. Đưa bông trước. Mày đưa bông mày. Đưa bông. Mày cái đi giờ mày đi mày 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 đòi lấy bông trước mày. Mày đưa bông mày là gì sao? Nhanh. Mày đi cho tao thấy. Đi hai tay ngữ. Mày mày đi cực thì không đi một đứa thôi. Từng thằng mồm giống mày. Mày mày đi lên đó thôi. Mày coi tao là thằng ngu. Mày nghe mày thằng ngu, tao yếu thấy mày luôn á. Đi nhanh đi. Chúng tao mình đi mày. Tao đi tên đấu trên trắng trắng cho tao nha. Ừ. Ghê này mày. Đi. Ho. À ho nghe chỗ bên đường. Mà mẹ mày nghe này. Mày đồ mẹ tao nói thiệt ơi. Có cái gì đâu mà cái đoạn đường ở chút xíu mà tụi bay làm gì vậy bay? Để mày thấy gì vậy? Thấy gì đâu không có thấy gì hết á. Đau. Giờ cái cây đào trên kìa. Mẹ mà luôn nãy giờ đi tao đi lên trước của tao được rồi. Bé hồn lỡ xa vào đôi mắt em. À, mày thấy không? Mày thấy không? Đấy. Mình cho bệnh vô rồi. Bệnh cho... sao đâu? Sao vậy? Cái vậy? Cho bệnh. Đó, có gì không? Sao vậy? Cái vậy? Đó, có gì không? Có mèo. Khủ. Sao giết được? Ngồi đây bạn, ngồi đây. Ngồi đây. Mày tính cái gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Mệt. Mà có mẹ gì đâu đừng nói bò đé mày không có gì hết đó. Không có gì hết luôn đi gì vậy hai tụi bay sao vậy chị tôi mày có yếu quân không mà má có yếu quân mày mày tụi tao luôn mày tao thấy gì đâu mày có mẹ đói mà mày đói nào mày cái nó cục 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 mẹ đói là sao. Ê. Đang đói mẹ đói đi mập nha mày sao mày sợ chứ hả điên quá ha điên bất thường. Tao chút coi lấy tiền ở sao quét xong rồi lấy tiền ở. Đưa tiền cho tao đập thì luôn á chứ. Mày chơi coi coi. Đó đây. Đi. Đây. Giờ tao tao thấy gì đâu. Thấy gì. Tao nó làm như mày điên. Nó đi xem nó đi. À điên đâu có lấy tiền không mày? Không có. Lấy tiền là gì đó? Lấy tiền mày. Đâu. Bị dân chơi chứng tận thiệt thí mẹ. Chết giờ á. Không có. Lộ đi đâu. Tao chặt thì tao. Không có. Đít đen đúng không? Đít đen. Ê mày thao tao đưa mày 500 bố. Chứ giờ nó đi nó biết tiền là gì. Đấy rồi mày gặp bố không? Ê mày ấy mày làm gì cũng kệ kệ con người mày để chậm chậm quá à. Mập mạp rồi. Đi đây đây. Giờ tao đi nha. Ừ. Đi đi. Mày không thấy sư ái mày. Không thấy không. Đi. Không thấy không chứ. Đi đi. Tao bán bùa cho anh này. Đi đi. Mày coi, mày coi, mày coi đây à. Mày coi tụi bèn gì đây. Ai đâu? Ai đây? Ai đâu? Ai mày vậy? Bên đâu đúng không? Điền thì sao? Mấy bị điền thì sao? Tao không gặp mẹ mày. Mày thấy không? Mày giết tao mày. Mày thấy không? Tụi bay đi sao vậy? Ai đâu?
con nó lên đây bác mình nè, chút con tụng tao nói mày có chuyện gì nha, lên trên đó đụng rinh nó xuống nấu nghe tụi tao nói đầu á. Đụng mày đây đây lên 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 đây kia này mày quăng lại tụi bay đi sáng giờ tao chờ thử thách cái lẹ mày. Mày ai vậy mày? Nói cái chuyện mày con tên đi ai đâu vậy nè. Không có không mẹ chứ ai tụi bay gặp từ thiệu á. Không có không mẹ chứ ai tụi bay gặp từ thiệu á. Coi mày không phải tao biết là ai vậy, bay gặp thì tao gặp tao biết rồi trải nghiệm chứ. Ừ gặp lấy để rậu chứ có đâu sợ. Tao có gặp me nha mày. Bây giờ bay gì má kêu bay điên cái gì vậy? Em mua gì đâu phát đẹp vô thằng ngoan đẹp mẹ. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Sao lật lật vậy? Lật quá. Tôi bị sao thú vừa bay rồi chết rồi. Em chết rồi. Lo đi em một người không? Chạy đi. Không có đi cô em ơi. Dạy. Liệt tao vừa đi nữa rồi. Không có em rồi. Gì vậy? Sao gì vậy? Nghe mày chơi đây. Đồ thú dữ vậy bay. Đục mày chơi dơn rút mày như vậy bay. Mày đi quần nó chưa vô vậy. Đồ nó cừ đâu kia. Mày đá gì mà quần vậy mày? Không mẹ mày, mày nó đừng có đưa tao lên trong đâu. Mày sao cái vàng vàng mày nó gì hết đâu. Sao vậy? Mày mà. Ừ. Mày quay mày đưa lên mạng nữa mày. Đặt như mày. Mẹ mày tao lụm bây giờ. Ê tao nhanh lên. Có đâu. Đâu mày đưa lên đá đuổi mẹ mà mày đi ngay. Mẹ nào mày chơi cái bậy gì vậy? Mày chơi cái bậy hay bậy đồ gì? Ai đưa nữa mày? Ai đâu? Mày vô rồi. Mày vô rồi. Mày sao mà rửa? Ê, mày tin lên tao dẫn lên cái nào đi. Đây tao dẫn đi. Mày lên mày rửa. Mày đi đâu nó được. Lẽ đâu mày vô mày bách mày bách mày luôn. Đây đây tao dẫn lên còn ai đâu? Giờ lên đó mày điên hay sao lên đó mày? Đi lên tao nếu mà có ai thì tao còn biết ai tao xử lý. Hả? Ừ. Tao nếu mày lên mày ai tao. Dạ, mấy mày đi 4 triệu rồi đưa đây hả? À. Mày mày cho tao đi chứ. Mày lên cái triệu, nghe chỗ đá đi không? Chỗ nào đâu bay? Cho tao đi nữa. Mày mày bắt tao lại đi. Như anh như tụi bay bị không hả mày? À, đi đây. Mày đi đi. Ai đâu mà tao nói thật chính là mày gài người đồng nói chích luôn. Tớ như mày mày đâu mày lên đây chỗ tao chỗ tao mày chút nữa. Đến đây. Giờ vợ tao nó quýnh tao. Mày đi trước. Mày không muốn mày đi lấy giờ tao. Ai đâu? Ai đâu? Quả cái đâu mà mày bị khùng không hử? Như vậy? Cái gì đâu? Lấy. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Tôi hết trôi. Tôi hết trôi. Cái gì vậy? 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 Cái gì vậy?
Bà chết chùa, chết tụi chị tàu dữ vậy bây. Cái mà sao vậy mày, hử? Ôi chùa cha kia. Chùa đây. Cái gì vậy? Hả? Mày nó cho tao. Mẹ. Mẹ ông nậu vậy chứ. Mẹ ông nậu vậy chứ mẹ. Đi đi đá tiếp lần nữa. Mẹ tao nhẹ. Mẹ tao nhái mà ai cứ làm gì cái đêm tức đấy. Nhà đâu mày? Ôi nữa đấy ơi. Chứ cái lẻ mày. Ôi dồi. Nhà cùng chỗ là anh nói nó đâu phải. Nó ác đâu có chỗ đi đâu mày đâu. Đỉnh đâu mà nhà cửa tao. Mày mà hát gì mà mày à? Ủa mấy giày lên lên mạng. Lên lên mạng. Cái đây hả là tôi nói với mấy bạn ấy là không phải tao tâm linh. Đây là thử thách đi bộ. Đi bộ mày cái đầu cắt nó bay ra mày. Cái đầu mày tu cắt nó bay ra. Mấy thẻ tụi bay thẻ. Vậy gì à, mới thấy gì à, nói rồi nó kêu là ông dẫn ai gì à, cứ tức đáy ông đem gì ở trong nhà. Ê mày, gọi nó nói nó chăng thì nó lùi gì. Mày sao lại y hết bây. Nam mô ra đặt ra đây đây vậy nha. Nam mô bởi phú nơ. Lắng nghe mày cái gì vậy mày phê. Mô ghê là bác. Mày mẹ hứa cho mày cấu quá ghê. Mẹ mày dám cấu quá. Mẹ mày dám không hớt được đâu con trai, tôi bi không tình yêu.